Đây là lò vôi 2 cái. Bé này chịu đau là được. Cố gắng em nha. Mẹ lì quá mà. Và sáng có cái cục khá nặng vậy. Nó xin sợ ông bé ông bà. Như nhà là 3 người thì chị. Người trên trước hay là người xong bé nó cũng chờ lâu ấy. Ở đây ôi với nó kêu chờ khách đây đi chờ tí nữa chờ được không nó ừ. Chứ chịu thôi chứ chờ
mặt nó nhiều hậu. Nó mới nặng mà nhiều đó. Làm lấy cái bụi với chị con hả? Lấy cái bụi. Trời, vãi thôi. Alo. Hả? Bên em nói ra. Ý là ở bên chị còn kém trắng không? Còn em. Dạ, em nói anh Huệ đem về. Dạ dạ. Có anh Huệ đem về giúp em nhé. Ừ. Dạ. Đang 3 phút. Cái bao tay này nó điên ghê. Nắng. Nhìn chị bán xí nhé. Răng nè. Dạ. Đàn nào kêu chứ. Con cú bên nào thì mù quá thì em nàng sơ sĩ chì kìm răng. Nặng chưa? Chưa. Đang xuống hơi. Ừ. Chạy lên xem tình hình rồi. Thông báo rồi. Nhiều khách đọc thịt. Chờ nó rụt đó lên đi. Điều khi tới nơi rồi, đang chờ.